YG Entertainment xác nhận Blackpink sẽ biểu diễn solo tại đêm concert ở Hà Nội. Chỉ còn 9 ngày nữa, nhóm nhạc đen hồng nổi tiếng sẽ xuất hiện tại sân khấu của Việt Nam. Bỏ qua các sự việc ồn ào như mua vé, pass vé. Mới đây nhất, Blink lại sục sôi về thông tin ngoài các phần biểu diễn bài hát nhóm, thì những màn trình diễn solo của từng thành viên đã được ban tổ chức hé lộ, bao gồm Flower của Jisoo, You and Me của Jennie, Gone và On the Ground của Rose, và cuối cùng là La Lisa và Money của Lisa. Ngay lập tức, thông tin này đã khiến cho dân tình nháo nhào, thích thú. Bởi trước đó đã xuất danh sách các bài hát mà Blackpink sẽ biểu diễn tại Hà Nội chỉ vỏn vẹn có 13 bài. Do đó, nhiều fan đã tỏ ý thất vọng vì giá vé đã cao, còn ít tiết mục. Và giờ đây, dân tình lại yên tâm rồi. Chính chủ YG Entertainment khẳng định danh mục 13 bài hát lan truyền trên mạng những ngày trước đó là không chính xác. Cộng đồng mạng sau khi hóng hớt được thông tin này còn nói đùa với nhau rằng ai còn vé pass có khi lại lời to vì nhiều người thấy bốn chị đẹp solo lại muốn đi xem ấy chứ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Like, share và subscribe để cùng TV Chen cập nhật những thông tin thú vị nhất.